chị có một cái hội, một cái nhóm đi từ thiện giúp đỡ cho các bà con nghèo khó ở tất cả các tỉnh đúng không chị? Chị có thể chia sẻ thêm về điều này không? Thực ra thì nhiều là Thúy làm ở Bến Tre, tại vì đó là quê hương của mình. Thì cũng mừng là mấy anh chị ở trong nhóm cũng không có phản bác gì, tức là miễn là hỗ trợ cho người khó khăn thì họ sẽ đồng hành với mình thôi. Nhóm Thúy cũng nhỏ, hoạt động cũng không phải là thường xuyên. Nhưng mà bây giờ cái hoạt động chính của nhóm là đi cất nhà tình thương cho các hộ khó khăn nhiều hơn. Khi mà chị đi làm từ thiện gì đó, có một kỷ niệm nào đó vui hoặc là kỷ niệm gì đó đáng nhớ là chị nhớ tới bây giờ không? Tức là kỷ niệm thì nhiều lắm. Tức là có một cô bạn cách đó khoảng 1-2 ngày thì cổ gặp rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và tự nhiên thì Thúy thì cũng thân với bạn, và bạn nhắn tin là em sẽ tự tử vào tối nay. Thì mình cũng không biết là thiệt hay giỡn, thì rất là sợ, bắt đầu gọi điện thoại liên tục. Nhưng mà may là có lẽ là bạn cũng chưa muốn chết lắm, nên là bạn vẫn để máy để cho mình nói chuyện. Thì xong cái nó thôi bây giờ là em thương chị thì sáng mai đi từ thiện với chị đi, tại vì coi như là hôm mai mốt em chết cũng được, nhưng mà đi từ thiện ngày mai coi như giống như là làm cái việc tốt lần cuối cùng, giống như là hối lỗi trước khi chết thì chết dễ sự thoát hơn vậy đó. Thực ra lúc đó thì cũng không biết là mình nói những gì. Đấy, xong rồi bạn nói ok mai em đi với chị. Thì khi mà đi xong về thì hôm đó thứ nhớ là đi trao quà cho 6 trường hợp rất là khó khăn. Thì có những cái trường hợp như là con bị bại não và bà mẹ thì cũng bị rất nặng, rồi chồng cũng bị bệnh gì đó, nhưng mà một mình cái người phụ nữ trong gia đình đó chị vẫn phải chống chọi. Chị ốm đến nỗi chỉ có 36kg thôi mà vẫn đi làm, vẫn nuôi con, vẫn chăm chồng. Và khi về nhà thì đứa con thì rất là tội nghiệp, là nó bị u não và gần như là nó không có khả năng để nhận diện một cái gì hết. Này mẹ nó nói là nó cũng mù rồi, nhưng mà rất là lạ, mỗi khi mà mẹ nó nắm tay nó hỏi con ơi con nghe mẹ nói không thì nước mắt nó chảy ra. Có thì là nó cảm nhận đúng được. Rồi mình cảm giác là cái tình cảm mẹ con đó nó thiêng liêng lắm. Thì khi mình đi đến cái trường hợp đó xong về thì bạn kia kêu là em chết nữa. Nói chung là em bị bồ đá, em bị mất của, nhưng mà em không có đáng phải chết. Thì khi mà thấy cái trường hợp chị đó về thì xong là bảo là em không chết nữa. Thì cái cảm giác là mình đã làm được cái điều rất là lớn. Thì sau đó khi mà quay lại thăm cái gia đình đó thì cái cậu con mất rồi. Thì nhóm cũng hỗ trợ cho chị để có một cái căn nhà. Mỗi lần đi thì đều cảm thấy là nó cho mình nhiều thứ lắm. Khi mình giúp ai đó mà không mong cầu gì hết, nhưng mà khi thấy người ta tốt hơn thì dĩ nhiên là mình sẽ vui hơn rất là nhiều. Không, thật ra Thúy giúp Thúy cầu ấy chứ. Nhiều người giống như gọi là Phật dạy biểu là giúp thì đừng suy nghĩ gì hết, đừng tính toán gì hết, và giúp thì đừng mong là người khác giúp lại mình. Nhưng bản thân Thúy thấy nói thật là ngoài cái chuyện là mình muốn chia sẻ, bởi vì là có nguyện với tổ là nếu như con làm được việc thì con sẽ giúp đỡ những cái người nào mà con thấy là có khả năng con giúp, thì cái đó là giống như là lễ mình phải trả. Nhưng mà ngoài ra mình vẫn mong muốn là mình giúp người ta, rủi sau này mình có chuyện gì đó thì có người khác giúp lại mình. Đó là một mong muốn cũng tốt thôi, tại vì khi mà mình giúp đỡ ai khác thì mình mong là người ta sẽ tốt. Khi mà người ta tốt thì người ta có thể là giúp người khác nữa, hoặc là đâu đó người ta sẽ quay lại người ta giúp mình nếu mà mình gặp một trường hợp gì đó. Nhưng mà theo lời Phật dạy là không đúng rồi đó. Có thể nói là chị là một diễn viên đa tài và tài năng, nhưng mà lại nói có thể nói là không phải là một cái tên quá hot, thì chị có cảm thấy mình thiếu may mắn không? Thúy không nghĩ là mình thiếu may mắn, bởi vì nếu so với những gì mình đã làm và những gì mình đã được thì Thúy cho rằng mình là người rất may mắn. Thành ra là mình bằng lòng với những cái của mình đang có, hoặc là tạm bằng lòng thôi chứ cũng không hẳn là bằng lòng đâu, bởi vì lúc nào mình cũng muốn mình hơn nữa. Thì rõ ràng là với cái cách vận động của mình thì mình sẽ có được như vậy thôi. Thúy nghĩ giống như con cá vậy đó. Nếu một con cá coi như là nó linh hoạt, nó lặn lội, nó bơi ngập, nó khắp nơi thì cái bóng dáng của nó người ta sẽ thấy nhiều hơn. Còn với một con cá mà suốt ngày chỉ bám sát đáy thì rõ ràng là những ai đi đến tận đáy thì người ta mới thấy được con cá đó. Dĩ nhiên là bản thân mình biết rằng là thí dụ như mình không phải là tên hạng A khi được nhắc đến, nhưng mình có cái vị trí của mình, mình nhìn vô đó mình biết là những cái thành quả mình đạt được nó ở như thế này, và mình vẫn có những người quý mến mình. Có thể cái niềm vui đó nó nhỏ thôi, nó hơi tự kỷ ám thị một chút, nhưng mà Thúy nghĩ là bản thân Thúy có lẽ phù hợp với cuộc sống đó. Cảm ơn chị Hạnh Thúy đã dành thời gian đến với chương trình. Cảm ơn Hân rất là nhiều. Hạnh Thúy cũng xin được cảm ơn chương trình Đời Nghệ Sĩ đã cho Hạnh Thúy một khoảng thời gian để chia sẻ, để bộc bạch bản thân mình. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã yêu quý Hạnh Thúy.
Có thể là không quá vồ vập, có thể là không quá sâu sắc, nhưng mà chính sự yêu quý đó đã giúp cho anh Thúy có cái sự tự tin và có được cái vị trí như ngày hôm nay. Và dĩ nhiên anh Thúy cũng mong muốn rằng là sự yêu quý đó sẽ tiếp tục nồng nhiệt hơn và nồng nàn hơn. Vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ hết sức chân thành và gần gũi của nữ diễn viên Hạnh Thúy, hiểu thêm về cuộc sống cũng như con đường sự nghiệp của chị. Hy vọng qua chương trình thì quý khán giả sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống của một người nghệ sĩ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Tuổi Trẻ Việt, số 286/2B, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua địa chỉ email tuổitrẻviet.ttv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.